Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Itumobile Channel. Ở đây thì mình đang có hai em máy đến từ nhà Apple. Đây chính là iPhone 7 Plus và đây là iPhone 8 Plus. Mình cứ phải sờ cái mặt lưng ra để cho các bạn có thể là dễ dàng phân biệt được. Vì nhìn vào mặt trước thì khá dễ là để cho chúng ta bị nhầm. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề liên quan hai chiếc máy. Đấy là iPhone 8 Plus không chỉ hơn iPhone 7 Plus ở phần hiệu năng mà nó sẽ còn hơn ở một số những cái thứ nữa ở bên trong máy. Cụ thể nó là những thứ gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Mức giá thì iPhone 8 Plus nó sẽ cao hơn khá nhiều so với iPhone 7 Plus. Cụ thể thì các bạn có thể tham khảo tại Itumobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Và chắc chắn là nó phải có nhiều tính năng đặc biệt hơn thì cái mức giá của nó mới cao hơn nhiều như vậy, chứ không phải là chỉ mỗi hiệu năng nó hơn một tí mà mức giá lại chênh lệch nhau như vậy đâu. Thì chắc chắn rồi, phần khác biệt nhau đầu tiên và nó hơn đầu tiên ở ngoại hình. Khi mà form tổng thể thì rõ ràng các bạn sẽ thấy nó khá là giống nhau, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm cái mặt kính ở phía đằng sau mặt lưng để giúp cho chiếc máy có độ bóng bẩy tốt hơn, và cũng như là chúng ta sẽ có một màu sắc nó đặc biệt hơn. Và mình phải nói rằng nếu như xét về những cái màu sắc ấy, chỉ sau màu đỏ thì mình thích nhất là cái màu vàng hồng, màu hồng gọi là hồng gì đó ở trên cái chiếc iPhone 8 Plus này. Chứ cái màu hồng hồng ở trên chiếc iPhone 7 Plus thì nó lại sang màu của chị em quá. Còn màu vàng hồng trên iPhone 8 Plus chị em dùng được mà anh em cũng dùng được. Và khi nó được làm từ kính, nó đồng nghĩa với việc đấy nó sẽ giúp cho chiếc iPhone 8 Plus của chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm một công nghệ sạc mà nó rất là hiện đại. Đấy chính là sạc không dây. Nhiều bạn thì sẽ không quá quan tâm đến cái công nghệ sạc không dây trên chiếc iPhone 8 Plus, nhưng mình phải nói đây là một trong những cái tính năng nó giúp cho các bạn cực kỳ dễ dàng và tiện ích khi mà sử dụng hàng ngày. Ví dụ như khi ở trên bàn làm việc của mình, thường thì mình sẽ để một cái đế sạc không dây lên đó, thì khi mà mình dùng chiếc máy xong mình cứ đặt lên đế sạc, mình dùng xong mình đặt lên đế sạc, thì khi đó pin của mình lúc nào nó cũng trong trạng thái đầy. Tất nhiên là đối với những bạn sợ chai pin thì các bạn sẽ không nên làm điều đó, còn đối với mình thì mình cảm thấy điều đó là điều bình thường thôi. Chai pin thì mình thay cục khác mà không quá quan trọng ở điểm này, nên là đây là một trong những thứ mà mình thấy nó rất là tiện ích trong quá trình mà mình sử dụng. Còn với iPhone 7 Plus, do mặt lưng làm từ nhôm thế nên nó sẽ không hỗ trợ được các bạn về tính năng sạc không dây. Và ở phần cụm camera của chiếc iPhone 8 Plus cùng với iPhone 7 Plus thì các bạn sẽ thấy nó vẫn có camera kép, nhưng mà trên phần cảm biến camera của iPhone 8 Plus thì nó cũng sẽ được nâng cấp lên một chút, nó thay đổi một chút để cho các bạn sẽ có những bức hình là đẹp hơn so với iPhone 7 Plus, và đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ có những tính năng khác hơn một tí so với chiếc iPhone 7 Plus. Và với cụm camera nó được thay đổi một chút về phần cảm biến thì ở bên trong phần mềm camera chúng ta cũng sẽ có thêm những tính năng khác biệt nhất định. Ví dụ như iPhone 8 Plus nó sẽ có một số cái hiệu ứng ánh sáng giả lập cho các bạn. Ví dụ như chúng ta có ánh sáng tự nhiên, sân khấu ánh sáng viền và ánh sáng đơn sắc, sân khấu đơn sắc, thì khi đó các bạn sẽ có thể chụp ra cái bức ảnh mà các bạn sẽ chỉ giữ lại khuôn mặt và tất cả những nền được xóa đen. Thì đây là một trong những điểm mà mình thấy rất là thích, bởi vì khi mà mình chụp những cái kiểu ra ngoài mình chụp những bông sen hay gì đó thì chúng ta sẽ có những hiệu ứng rất là đẹp mắt thì các bạn đang xem ở đây. Còn với iPhone 7 Plus thì không hề có, nó sẽ chỉ có chụp ảnh chân dung thông thường, và cũng như là chúng ta cũng sẽ có chụp ảnh và cũng như là zoom tele 2x thì iPhone 8 Plus cũng có. Thì đây cũng là một trong những thứ mà iPhone 8 Plus đã tỏ ra nhỉnh hơn so với iPhone 7 Plus, không chỉ ở cái phần hiệu năng. Thứ tiếp theo mà iPhone 8 Plus nó tỏ ra nhỉnh hơn so với iPhone 7 Plus đấy chính là phần màn hình. Nếu như bạn chỉ xét trên thông số thì cả hai chiếc máy chúng ta đều có màn hình là 5,5 inch, cụ độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS. Tức là về thông số thì nó giống y hệt như nhau. Nhưng nếu như ở trong cái phần sâu hơn một tí, đấy là phần cài đặt setting của nó, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở bên cái chiếc iPhone 8 Plus này, chúng ta sẽ có thêm một tính năng đấy là True Tone, để nó có thể điều chỉnh cái màu sắc màn hình tùy theo từng môi trường của bạn đang sử dụng. Ví dụ như các bạn đang sử dụng trong cái điều kiện thiếu sáng hay là trong cái điều kiện môi trường quá nhiều ánh sáng xanh thì nó sẽ tự động kéo đẩy cái tông vàng của màn hình lên để giúp bảo vệ mắt của bạn tốt hơn. Còn với chiếc iPhone 7 Plus này thì tất nhiên trong phần màn hình và độ sáng chúng ta sẽ chỉ có Night Shift mà thôi. Và Night Shift thì tất nhiên các bạn sẽ phải bật bằng tay, chứ nó sẽ không thể nào mà phát hiện ra môi trường sáng để có thể kéo được. Thì đây là một cái điểm mà màn hình của iPhone 8 Plus nó thông minh hơn và nó có thể bảo vệ mắt các bạn một cách tốt hơn. Một yếu tố nữa mà iPhone 8 Plus nó cũng sẽ tỏ ra nhỉnh hơn so với iPhone 7 Plus đấy là ở cái thời gian sử dụng pin. Bởi vì nếu như dung lượng hai quả pin của hai chiếc máy này thì các bạn sẽ thấy nó đều là xem với nhau. Nhưng do cái chiếc iPhone 8 Plus nó được sử dụng con chip chạy trên tiến trình mới, nó giúp cho cái chiếc máy này sẽ ăn ít điện năng hơn từ
từ đó thì nó sẽ mang lại cho các bạn thời gian sử dụng pin là tốt hơn. Nhưng đối với những chiếc máy cũ này thì do là cái quả pin của nó có thể là iPhone 8 Plus nó chai nhiều hơn, iPhone 7 Plus chai ít hơn thì nó còn tùy thuộc vào cái độ chai pin nữa. Nhưng nói chung nếu như ở một cái độ chai bằng nhau thì iPhone 8 Plus nó sẽ mang lại cho các bạn thời gian sử dụng là nhỉnh hơn so với iPhone 7 Plus. Cộng thêm nữa thì iPhone 8 Plus nó cũng sẽ được trang bị chuẩn sạc nhanh PD để giúp cho các bạn có thể sạc đầy pin một cách nhanh hơn so với iPhone 7 Plus. Chắc chắn là như vậy. Với sạc nhanh PD trên thị trường bây giờ thì bạn cũng sẽ có những option, các bạn sẽ chỉ bỏ ra khoảng tầm 400.000 là bạn cũng đã mua được một bộ sạc cáp này rồi. Thì khi đó các bạn sẽ chỉ mất khoảng tầm 30 phút để sạc đầy 50% pin của chiếc máy này, và các bạn sẽ chỉ mất hơn 1 tiếng để có thể sạc đầy pin, sạc đầy lên 100% pin, thay vì là các bạn sẽ phải sạc hơn 2 tiếng cho chiếc iPhone 7 Plus. Thì đây là một cái điểm nữa mà iPhone 8 Plus nó nhỉnh hơn rất nhiều so với iPhone 7 Plus. Và cuối cùng thì chắc chắn các bạn cũng đã nghĩ ra nó là cái gì rồi. Hiệu năng iPhone 8 Plus chắc chắn nhỉnh hơn. Con chip Apple A11 Bionic chúng ta có 3 RAM so với con chip Apple A10 Fusion chúng ta cũng sẽ có 3 RAM trên iPhone 7 Plus. Nhiều bạn thì vẫn cho rằng là A10 ở thời điểm hiện tại cho hiệu năng nó không kém hơn nhiều so với con chip A11. Nhưng nếu như hiện tại mà các bạn trải nghiệm những tựa game kiểu Lego Mobile, Max Setting hoặc là PUBG Mobile thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái chiếc iPhone 7 Plus nó cũng đã bị gặp những hiện tượng giật và lag nhất định rồi. Thế nên rằng là mình nhấn mạnh ở đây đấy là A11 nó hơn A10 rất nhiều. Và nếu như mà các bạn có điều kiện để mua iPhone 8 Plus thì tốt nhất mua iPhone 8 Plus chứ đừng lựa chọn iPhone 7 Plus làm gì. Rẻ nó cũng đã có lý do của nó. Và trên đấy là những chia sẻ của mình về vấn đề iPhone 8 Plus nó không chỉ hơn iPhone 7 Plus ở cấu hình, nên là nó dẫn tới mức giá iPhone 8 Plus nó vẫn còn cao hơn khá nhiều so với iPhone 7 Plus đến như vậy. Và các bạn thấy sao về cái vấn đề này? Xin một comment để lại cái cảm nhận của các bạn ở phía dưới phần luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của XT Mobile. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.